Hôm nay Yumi nhà ta biết mắc cỡ ta ơi. Phan Hoàng Anh, đứng dậy cho tôi. Dạ. Đứng ngay ngắn lại. Rồi, cả lớp vỗ tay đi. Chúc mừng hai bạn. Một bạn đạt giải đặc biệt của trường, một bạn đạt giải nhất của trường. Bây giờ vì danh dự của lớp, mời bạn giải nhất, bạn giải đặc biệt ra hành lang đứng cho tôi. Lẹ. Thuận học giỏi lắm, hạng nhất luôn. Nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn hạng đặc biệt. Cưng đừng có tưởng là cưng hơn chị có 2 điểm là cưng ngon rồi nha. Chẳng qua chị cố tình lấy điểm thấp thôi, chứ chị đây mà học là hơn cưng cái chắc rồi đó. Trời ơi, hơn 2 điểm là chuyện hết sức là bình thường. Chị hả, tại vì chị chuyển trường ngang xương, với lại chị ghét cái nơi gò bó gọi là trường học, cho nên chị cố tình không học thôi. Nhưng mà cũng đỡ hơn ai kia. Ai kia là sao? Nè, chị đã nói là chị không muốn học thôi ha. Đã từ lâu trong cặp của chị là không có sách vở gì hết, mà chỉ có cốc ổi mấy viêm thôi ha. Chị đã quên lãng sách vở luôn rồi. Đi học không có sách vở á, đâu phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Còn tôi đây nè, tôi đi học á hả, giáo viên giảng bài á còn không thèm nghe, ngồi dưới ha, chuyện chỉ đọc chuyện thôi nha. Giáo viên giảng bài hả, chiêu này xưa rồi Diễm ơi. Đây nè, đi vô đây học nè, em nằm đây ngủ không à, chừng nào chuông reo đây mới dậy ha. Vậy mà có người á tới kiểm tra nhưng phải quay bài, chị đây không hề nha. Tức cười, kiểm tra phải quay bài, ai quay bài? Thôi, đây không hề quay bài nha, có người đem bài tới cho chép, cầu lụy chép luôn đó. Còn chị đây hả, hết giờ mà còn chưa biết thi môn gì nữa kìa. Hay quá ha, tự hào quá ha, đứng bét trường chót lớp vậy mà thường quay thành tích ha. Vỗ trong chép phạt 200 lần cho tôi. Thầy bà cái gì, tôi mà thấy hai người cãi nhau một lần nữa xuống sân chạy 50 vòng cho tôi. Cái con nhỏ đáng ghét này, tại cưng á, tại mấy người á có đồ có hương đó. Tại tôi vô thay đồ thể dục xuống trường chạy 50 vòng cho tôi. Trời ơi, mẹ. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy ôm em trong tay khi em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Bộ nó bị cái gì hả? Ông nghĩ đi, nó có gì bộ nó nói với tôi sao ông hỏi? Hay là chắc tại ba đi công tác ta. Ba có liên quan gì chứ?
La 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 la. Hoàng Anh ơi, em ơi, anh dậy rồi hả? Ủa, qua anh ngủ luôn hả? Chứ còn gì nữa. Trời ơi, sao anh không kêu anh dậy uống rượu vang với em? Thấy anh ngủ ngon quá, ai mà nỡ kêu anh. Tội nghiệp quá à. Chuẩn bị tùm lum tùm la thứ, cuối cùng chồng ngủ mất tiêu. Chắc giận anh lắm hả? Có gì đâu mà giận. Anh chuẩn bị đi làm đi, trễ rồi đó. Anh biết rồi. Cho anh ngủ 5 phút nữa nha. Tùy anh à. Ủa, tụi nhỏ đâu bà? Mấy tụi nhỏ đi học hết rồi ba. Chồng có đâu. À, anh Hạnh đi công tác về, anh mệt, anh ngủ trên lầu. Đúng rồi, không mệt sao được. Tôi hỏi ông nè, mới đi xuống máy bay ở Thái Lan về, rồi cứ phải đi tiếp rồi là đi tiếp khách nữa. Trời ơi, thôi đừng có kêu nó nghe con, để cho nó nghỉ ngơi đi. Nè, sáng nay em thấy chị sao sao á, có chuyện gì hả? Có sao đâu, chị cười chuyện chị thôi mà. Nè, chắc là chủ nhiệm